Ở mẫu Bảo Bình, chế tác hình ảnh sơn thủy hữu tình. Ở đây là một chiếc bình chất liệu là sứ trắng, họa tiết là màu lam, được vẽ thủ công bằng tay, được sản xuất tại Bát Tràng, Việt Nam. Chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Ngày hôm nay thì xin phép được giới thiệu đến mọi người một chiếc bảo bình sứ. Cái mẫu này là mẫu chế tác hình ảnh là sơn thủy hữu tình, cảnh mộc mạc. Sơn thủy này là cảnh mộc mạc nhé. Mình sẽ quay một vòng trước để cho mọi người cùng nhìn rõ được cái chi tiết ở trên tác phẩm. Cái loại này là loại sứ trắng xuyên sáng, họa tiết vẽ tay. Cái màu sắc và độ bóng của sản phẩm này nó là bền vĩnh cửu rồi, không sợ phai mờ xuống màu. Mọi người về có dùng dao cạo thoải mái nhé, cũng không sợ vấn đề gì cả. Và khi mà sờ lên chiếc bình này thì cảm giác như là chúng ta sờ lên trên kính ấy. Sờ lên trên kính như thế nào thì sờ lên cái bình này nó y như vậy. Họa tiết của nó là bên trong men nhé, họa tiết ở bên trong men. Cảnh một cái cây tùng rất là to lớn, một cây tùng cổ với kích thước cực lớn này, mọc cái phần thân rất là to lên trên đến cái phần cổ bình luôn. Rồi giữa phần thân bình là đặc tả hình ảnh là núi và sông. Có một vài cái căn nhà nhỏ và một vài cái người dân. Chúng ta nhìn nhé, cái nét vẽ ở trên chiếc bình này, cái nét vẽ trên chiếc bình này là với cái nét nhỏ. Lát nữa thì mình sẽ quay cận vào cho chúng ta cùng nhìn. Đây, sứ này mọi người nhìn này, sứ này nó là sứ xuyên sáng nhé, nhìn ở trên cái phần cổ này, sứ xuyên sáng. Cũng có những cái loại bình mà cái màu nó trắng nhưng mà nó sẽ không phải là trắng trong mà là trắng đục. Cái loại đấy là dòng đất khác. Cái loại đất trong này thì cái giá trị của bình nó sẽ cao hơn. Kích thước của cái bình này là cao là 60 và đường kính bụng là 35. Đường kính bụng là 35. Sẽ quay một vòng đây. Ở đây là một vài con thuyền nhỏ nhỏ này. Một vài người dân đi qua một cái cây cầu này. Đây là cả một cái núi rất là to nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay cận chi tiết vào tác phẩm này để chúng ta có cái nhìn rõ nhất. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay qua xung quanh cho mọi người nhìn cái cảnh trên tác phẩm nhé. Ở phần thân này, ở trên cổ bình thì được vẽ cảnh nó xa xăm hơn một chút. Xa xăm hơn một chút này. Nghĩa là tràn hết cảnh cả cái bình này, đều là cảnh sơn thủy. Đây là một con sông này, một con sông rất là lớn nhé. Một con sông ở xa xa đây này. Một vài ngôi nhà nhỏ ở xa này. Tiếp theo đến đây là một cái, đây được đặc tả là một cái dãy núi, một cái dãy núi rất là hùng vĩ này. Ở trên đây thì có những cái cây tùng và những cái cây cỏ mọc ở trên đây, rất là treo leo ở trên vách núi nhé. Ở dưới cái vách núi thì có một cái ngôi nhà nhỏ và ở trên cái cảnh này đang có hai người. Ở dưới này là sông này, dưới này là sông nước này. Đây là một cái cây cầu này, đây là một cái cây cầu. Có hai người đang đi qua cây cầu này. Một người cưỡi ngựa và một người đang đi bộ theo sau này. Ở giữa đây là chế tác hình ảnh đặc tả là một cái con sông rất là lớn chảy từ trên này xuống nhá. Xuống đây, đây là một con thuyền đang lướt sóng ở trên đây. Đấy, chúng ta nhìn con thuyền đang lướt sóng này. Trên cổ này, được chế tác là hình ảnh những cái dãy núi rất là xa nhé. Đây cũng là một cái dãy núi nữa, một cái dãy núi. Tất cả những cái vùng trắng này đặc tả là hình ảnh là một con sông rất là hùng vĩ. Để chúng ta tưởng tượng nhé. Đây, một cái cây liễu rủ này, một cây liễu rủ đang mọc ở trên một cái tảng đá rất là lớn. Đây là có một cái người đang đi câu cá này, một con thuyền rất là nhỏ. Lát nữa thì mình sẽ quay cận vào để cho chúng ta nhìn được cái nét bút nhỏ nó lợi hại như thế nào, cái nét nhỏ. Đây là một cái cây tùng này, một cái cây tùng rất là to nhé, rất là hùng vĩ đấy. Dưới gốc cây tùng, đây là hai cây tùng rất là to này, mọc đan xen vào nhau này.
Ok, giờ bắt đầu đến cái phần chi tiết này. Cảnh núi rừng đây chúng ta cùng nhìn này. Rất là hùng vĩ nhé. Những cái cây tùng này, những cái cây tùng mọc treo leo trên vách núi này. Chúng ta nhìn cái cách đặc tả này. Mọc treo leo trên vách núi này. Những cây tùng mọc treo leo trên vách núi nhé. Sẽ quay cận vào cho mọi người nhìn được cái lợi hại của cái nét bút nhỏ này. Chúng ta nhìn cái nét bút nhỏ nhé, thì nó có thể tạo ra được những cái chi tiết nó cực nhỏ như thế kia. Mọi người nhìn thì cảm giác ở trên video nó to thế thôi, nhưng mà thực tế những cái nét này là nét rất là nhỏ, nhỏ và mỏng. Sau đó đến nhìn những cái lá tùng này. Với những cái nét nhỏ này thì nhìn cái họa tiết của chúng ta nó sẽ mềm, nó sẽ chân thật được nhất. Và nét nhỏ ấy thì vẽ nó sẽ mất lâu thời gian hơn, nó sẽ phải gấp gần, ví dụ nếu như mà hai tác phẩm, một tác phẩm chế tác với cái nét to và một tác phẩm chế tác với cái nét nhỏ, thì cái thời gian làm của nó sẽ phải gấp đôi đấy. Cái nét nhỏ nó sẽ phải gấp đôi thời gian của những cái sản phẩm làm một nét to. Nét nhỏ thì nó sẽ chi tiết hơn, nét to thì nhìn chúng ta nếu như mà nhìn tổng quan qua ấy, thì có thể là nhìn thấy nó không khung cảnh thôi, nhưng mà nhìn vào cái nét nhỏ ấy, thì ví dụ như từng cái lá này, từng cái chấm này, từng cái nan, ví dụ như đây cái nan cửa sổ này, chúng ta nhìn này, cái nét của nó rất là nhỏ đấy nhé, nó sẽ được nhiều nét nét hơn đấy, nó sẽ được nhiều cái nét hơn, nhìn nó sẽ chân thật hơn. Rồi những cái chấm ở bên dưới cái phiến đá này, ở trên cổ đấy nhé, mình sẽ quay cận vào. Mọi người nhìn ở trên chưa? Nhìn cái lá tùng này nó mới bé này. Đấy, mọi người phải nhìn ở ngoài thực tế cơ. Chúng ta nhìn này, nét nó rất là nhỏ đấy. Nếu như với nét to thì ví dụ là chỉ được tầm độ chục nét, nhưng mà nét nhỏ lên được đến 20 nét cùng là một cái tán. Những cây cỏ này. Con thuyền này, những cái nan này. Đây là hình ảnh người đi qua cầu này. Rồi ở phần dưới cái phiến đá này cũng được vẽ những cái đường nét để tạo cái độ chân thật nhất. Thay vì ví dụ nếu như mà chỉ vẽ ô không này, xong bắt đầu tô cái màu xanh đơn giản là, thì mọi người nhìn đây nó có cả những cái viền này, để tạo ra như là những cái miếng đá ấy, lát vào. Ở đây là những cái lá liễu này, những cái đường nét này, cái đường nét này nó chỉ bằng nhỏ như cái sợi tóc, có những nét nó còn nhỏ hơn cả sợi tóc, nói thế để cho mọi người có thể hình dung ra được. Đây là hình ảnh một người đang câu cá này. Thì chúng ta nhìn này, ở trên nóc cái thuyền nhé, cái hình ảnh của người này nó rất là bé, nhưng mà trên nóc cái thuyền mọi người nhìn những cái đường nét, những cái đường nét mà đan chéo ở trên cái nóc của thuyền ấy, con thuyền nhỏ ấy, được đan chéo những cái đường nét vẫn rất là rõ ràng nhé. Thế mới thấy được cái độ tỉ mỉ của cái họa tiết nó như thế nào. Cái tác phẩm này thì sẽ dành cho ví dụ những cái bác nào mà theo kiểu là thích thẩm định họa tiết nữa.
Sau khi xem xong video của mình, nếu như mọi người quan tâm đến cái tác phẩm này thì vui lòng gọi điện liên hệ qua số điện thoại đang được gắn ở phía trên video. Và nếu như thấy video của mình hay và ý nghĩa thì cũng rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết được đến những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.